Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Xem tử vi ngày 20 tháng 2 năm 2021 thứ bảy của 12 cung hoàng đạo chi tiết nhất. Xem tử vi ngày 20 tháng 2 năm 2021 thứ bảy của 12 cung hoàng đạo dự đoán về tình cảm. Công việc may mắn của Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình. Bọ Cạp, Nhân Mã, Market, Bảo Bình, Song Ngư chi tiết nhất một tử vi cung Bạch Dương, 21 tháng 3 đến 19 tháng 4. Tử vi 12 cung hoàng đạo dự báo Bạch Dương nên dành ngày hôm nay với người yêu của bạn, cùng nhau tạo nên một cuộc hẹn hò lãng mạn để hâm nóng lại tình cảm giữa hai bạn. Đừng quên nuôi dưỡng và trân trọng mối quan hệ ngay cả khi bạn đã dành nhiều năm bên nhau. Làm việc theo nhóm là con đường phía trước giúp bạn dễ đạt thành công, sự tự tin và lạc quan trong bạn sẽ giúp bạn dễ dàng thúc đẩy người khác. Ngoài ra, sự tương tác của chòm sao này với đồng nghiệp là hiệu quả, hôm nay, bạn thực sự nên nghe lời khuyên của người khác khi có liên quan đến tiền. Không phải vì bạn không thể dựa vào vận may của mình, mà bởi vì họ thực sự sẽ giúp bạn. Bạn sẽ tự làm tốt nhưng thậm chí còn tốt hơn với sự giúp đỡ của người khác. Con số may mắn 3, 23, 2. Tử vi cung Kim Ngưu, 20 tháng 4 đến 20 tháng 5, hôm nay, ngày lý tưởng cho Kim Ngưu và người yêu cùng hẹn hò. Có thể gây bất ngờ cho đối tác của mình với một bữa tối dưới ánh nến và âm nhạc lãng mạn. Điều này sẽ có lợi cho mối quan hệ và sẽ gặt hái được lợi ích của việc trong một thời gian dài. Bạn tiếp cận vấn đề một cách có khả năng và chuyên nghiệp, bạn sở hữu tất cả các câu trả lời đúng và cung cấp giải pháp cho các nhiệm vụ. Đồng nghiệp tìm kiếm lời khuyên và coi những gì bạn nói là quan trọng, đáng tin cậy và đáng giá. May mắn đang đứng về phía bạn, đặc biệt là với tình hình tài chính của bạn hiện tại. Dù sao đi nữa, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bạn có thể tiêu xài thoải mái không lo nghĩ. Chỉ là ở một chừng mực nhất định, bạn có thể tạm thời đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu của bản thân. Con số may mắn 10, 41, 3. Tử vi cung Song Tử, 21 tháng 5 đến 21 tháng 6, theo tử vi ngày mới, tâm trạng của Song Tử không được tốt. Tất nhiên, sẽ được hỏi về lý do của nó, nhưng để có một người mà bạn tin tưởng và có thể nói chuyện. Công việc được đặc trưng bởi sự bất an và đối đầu, đừng cho phép bản thân trở nên quá tải. Vì bạn không thể làm việc mà không nghỉ ngơi, về phương diện tài chính, vì bạn không thể biết những gì tương lai nắm giữ và mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng. Hãy chuẩn bị linh hoạt cũng trong các vấn đề tài chính, có thể phải chịu hậu quả khó chịu nếu đầu tư lớn hoặc mua lại ngay bây giờ. Con số may mắn 6, 15, 4. Tử vi cung Cự Giải, 22 tháng 6 đến 22 tháng 7, hôm nay bất kể có bao nhiêu dự án Cự Giải thực hiện, cuối cùng cũng thành công, dành thời gian để tập trung vào một công việc quan trọng, điều này cho bạn khả năng xem xét lại các lựa chọn và lập kế hoạch cho dự án mới. Mặc dù trong ngày hôm nay bạn muốn mua rất nhiều thứ, nhưng đừng cố mua tất cả cùng một lúc. Điều quan trọng là không cho phép sự phấn khích kiểm soát tiền của bạn, vì vậy hãy giữ tổng quan về tài chính. Hãy suy nghĩ kỹ về việc mua hàng có thực sự cần thiết hay không, cung hoàng đạo này cảm thấy tràn đầy năng lượng. Có vóc dáng cân đối và tinh thần rất tốt, điều tốt nhất để làm chỉ đơn giản là lắng nghe cơ thể của bạn. Khám phá những gì làm cho nó cảm thấy tốt, con số may mắn, 5, 27, 5. Tử vi cung Sư Tử, 23 tháng 7 đến 22 tháng 8. Tử vi hôm nay mọi thứ trong chuyện tình cảm của Sư Tử sẽ thay đổi trong một thời gian dài và không như cũ nữa. Bạn và người ấy không kết nối tốt như trước nữa, hãy can đảm và nói về những mong muốn và ý tưởng của mình. Bạn sẽ thấy kết nối của hai trái tim vẫn cùng nhịp đập, thận trọng khi tiếp cận bất kỳ liên doanh mới nào. Hãy nhớ rằng không phải tất cả các dự án đều đi đúng như kế hoạch, luôn có những trở ngại mới mà cung hoàng đạo này gặp phải trên đường đi. Tình hình tài chính không được tốt cho lắm, bạn dường như không thể nhìn thấy những lợi ích mà bạn có được và phạm sai lầm này đến sai lầm khác. Tốt nhất không nên thực hiện bất kỳ khoản đầu tư quy mô lớn nào trong ngày hôm nay, con số may mắn 11, 28, 6. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Tử vi cung Xử Nữ, 23 tháng 8 đến 22 tháng 9, tử vi nói rằng Xử Nữ có xu hướng đảm nhận quá nhiều dự án cùng một lúc. Nếu bạn cần giải quyết bất kỳ rắc rối nào với đồng nghiệp nên tiếp cận vừa phải và không nên ép buộc các vấn đề. Hãy đối xử với những người bạn làm việc một cách công bằng và tôn trọng nếu như bạn muốn tiến bộ. Có rất nhiều thứ đang diễn ra trong hoạt động tài chính, nếu không cẩn thận bạn có thể phải chịu những tổn thất bất ngờ. Một vấn đề khác là thái độ hoang phí của bạn đối với chi tiêu, điều này sẽ trở nên bấp bênh khi hàng loạt các hóa đơn phải được thanh toán. Hạn chế chi tiêu nếu bạn không muốn bị thiệt hại, nếu cung hoàng đạo này cảm thấy hơi mệt mỏi có lẽ bạn cần phải nghỉ ngơi.
Một cách để bạn chống lại những cơn mệt mỏi bất thường là đảm bảo bạn được nghỉ ngơi đầy đủ. Khôi phục sự điềm tĩnh của bạn và hãy thử tập yoga. Con số may mắn 2, 24, 7, tử vi cung Thiên Bình 23 tháng 9 đến 23 tháng 10. Tử vi hôm nay Thiên Bình có khả năng vượt mọi khó khăn trong công việc nếu như bạn không quá vội vàng. Các giải pháp hiện tại bạn đang cố gắng xây dựng sẽ hữu ích trong tương lai. Ngoài ra, đừng quá tự cao khi yêu cầu bất kỳ sự giúp đỡ nào từ đồng nghiệp. Cam kết tài chính có vấn đề, những ý tưởng bạn đưa ra trong các cuộc thảo luận không hiệu quả và những người khác sẽ không muốn bảo trợ bạn. Có thể bị nhầm lẫn bởi điều này khi tham gia vào đầu tư làm ăn thua lỗ. Tin vào bản năng của riêng của bạn bởi vì bạn biết rằng những khoản đầu tư phù hợp với bạn nhất. Thật tốt khi nghe lời khuyên, nhưng bạn nên nghiêm túc trước khi thực hiện. Bên cạnh đó, hôm nay chòm sao này sẽ bị một vài triệu chứng đau đầu. Có thể các sự kiện gần đây dồn ép đã tác động lên sức khỏe của bạn. Con số may mắn 12, 31, 8, tử vi cung Bọ Cạp 24 tháng 10 đến 21 tháng 11. Hôm nay Bọ Cạp nên cẩn trọng hành động của mình trong mối quan hệ. Đừng đòi hỏi quá nhiều với người yêu bởi vì họ sẽ không phản ứng theo cách bạn muốn. Nó có thể biến thành sự thất vọng và cáu kỉnh về phía bạn. Chòm sao này tiếp cận công việc với tinh thần lạc quan lành mạnh. Bạn biết cách thuyết phục người khác trong hầu hết các dự án và mang lại nguồn lợi cho mình cũng như tạo thêm nhiều mối quan hệ. Phương diện tài chính sẽ có rất nhiều điều có thể xảy ra ngày hôm nay, đặc biệt liên quan đến mọi hoạt động tài chính của bạn. Đây là thời điểm tốt để đầu tư vào các dự án mà bạn đã mong muốn thực hiện trước đó. Bạn phải nỗ lực hơn để thành công. Con số may mắn 4, 13, 9, tử vi cung Nhân Mã 22 tháng 11 đến 21 tháng 12. Tử vi hôm nay cho biết Nhân Mã không bao giờ nghi ngờ khả năng của mình, nhưng nhiệm vụ hôm nay đầy phức tạp và đòi hỏi phải cố gắng nhiều hơn bình thường. Hãy tận dụng khả năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất có thể. Tài chính sẽ không tốt. Vì vậy, hãy cẩn thận, bạn có thể bị thua lỗ. Hãy hoài nghi về lời khuyên người khác dành cho bạn. Vì họ không trung thực, chỉ nghĩ về lợi ích riêng của họ. Nếu bạn không cảm thấy tươi sáng như bình thường, đừng quá nghiêm trọng với chính mình. Nếu sức khỏe của bạn bị tổn hại, tốt nhất bạn không nên hoạt động quá mức. Bạn có thể nhận ra lối sống của mình và từ đó có thể cải thiện nó tốt hơn. Con số may mắn 1, 22, 10, tử vi cung Market 22 tháng 12 đến 19 tháng 1. Hôm nay cho biết mọi thứ trong mối quan hệ của Market đều hài hòa và hết lần này đến lần khác bạn nhận được một vài nụ hôn ngọt ngào hay những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày cũng khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Bạn nên tận hưởng sự cân bằng và hòa hợp trong mối quan hệ. Sự hài lòng trong công việc mà bạn trải nghiệm là có lợi. Chòm sao này đã tìm thấy sức mạnh bên trong mà đồng nghiệp nhận ra là sự tự tin. Khi đồng nghiệp muốn được giúp đỡ, bạn có thể cung cấp cho họ một số hỗ trợ nhất định, tuy nhiên đừng để họ lợi dụng bạn. Lời khuyên của bạn về các vấn đề tài chính được tìm kiếm nhiều, đặc biệt là đối với các dự án thực hiện với người khác. Chia sẻ kiến thức của bạn một cách tự do với họ, nhưng đừng cho đi tất cả mọi thứ. Con số may mắn 15, 36, 11 tử vi cung Bảo Bình 20 tháng 1 đến 18 tháng 2. Theo tử vi ngày mới, các mối quan hệ của Bảo Bình hiện đang rất hài hòa. Nên tận hưởng sự kết hợp này sẽ không bị phá vỡ bởi bất cứ ai. Có những lời nói nhẹ nhàng và những cử chỉ nhỏ đọng lại trong tâm trí bạn. Có sự chăm sóc yêu thương thầm lặng, dịu dàng khiến bạn đắm chìm trong tình yêu. Việc hợp tác với các đồng nghiệp là rất quan trọng. Họ coi bạn là người giàu trí tưởng tượng và dễ gần. Bạn không bao giờ thất bại trong việc cho họ biết bạn đánh giá cao sự hợp tác của họ. Làm việc cùng nhóm giúp bạn tiến bộ và có thể đạt được kết quả bất ngờ. Hãy tiếp tục với kế hoạch của bạn. Bởi vì hoàn cảnh thuận lợi, nếu muốn mua một cái gì đó yêu thích, chòm sao này có thể làm nó ngay bây giờ. Bạn sẽ có lựa chọn đúng đắn và sẽ không bị nhân viên bán hàng đánh lừa. Con số may mắn 7, 17, 12, tử vi cung Song Ngư, 19 tháng 2 đến 20 tháng 3. Tử vi ngày mới cho thấy, Song Ngư có nhiều điều e ngại. Đó chính là lý do khiến bạn không thể hiện được đúng bản thân trong những tình huống cần thiết. Một trong những sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ chính là sống theo châm ngôn cứ làm đi, chỉ cần thích là được để rồi không thể quay đầu lại. Tình hình tài chính hiện tại vẫn chưa tới nên đôi khi khiến cho bạn thiếu đi động lực cần thiết trong giai đoạn khởi đầu năm mới. Có thể cung hoàng đạo này sẽ cần thời gian để suy nghĩ, thiết lập lại tư tưởng mới để có được vận trình tốt đẹp hơn. Nếu những người độc thân chưa có đối tượng nào ưng ý nhưng lại nóng lòng muốn chấm dứt cảnh chăn đơn gối chiếc thì có thể nhờ tới sự mai mối của họ hàng hoặc bạn bè thân thiết. Nhìn chung hôm nay tâm trạng khá tốt nên bạn cũng kiên nhẫn và bao dung với mọi người xung quanh hơn. Con số may mắn 18, 21. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.